Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của em Hải trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Dạ hôm nay thì em Hải đang có mặt tại khu du lịch Đại Nam. Dạ hôm nay thì là ngày nghỉ lễ mọi người. Thì hôm nay em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng vào bên trong khu vực khu du lịch Đại Nam xem có gì nhá. Đây cũng là lần đầu tiên mà Hải vào khu du lịch Đại Nam cả nhà. Thực sự cũng khá là xa đấy. Từ khu vực trung tâm Sài Gòn mình xuống bên dưới này là em Hải đi mất khoảng 1 tiếng 1 giờ 30 phút thì mình mới xuống bên dưới này. Em Hải đi chậm thôi, nếu quý cô chú anh chị mình đi bằng xe ô tô thì rất là nhanh, khoảng 45 phút tới 1 giờ là mình sẽ xuống bên dưới này rồi. Dạ thì tại thì mình đang đi vào bên trong đây, không biết là ngày hôm nay có mất vé không. Hải thấy là khu du lịch Đại Nam thì vẫn đang còn miễn phí vé đấy. Ở đây thì mọi người có thể, chắc là nhiều quý cô chú anh chị mình thắc mắc tại sao đây có nhiều cái container đúng không? Đây, đây là nhiều, rất là nhiều cái thùng container mọi người. Em Hải thấy là trong đây người ta có buôn bán đấy. Những cái kiểu những cái cửa hàng nhỏ nhỏ bên trong này. Ở đây có bán nón bảo hiểm đây cả nhà này. Đấy, nón dành cho các vật thủ ấy. Vâng, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong rồi nhá. Em Hải thấy rất là đẹp mọi người này. Đấy, cô chú anh chị mình đang vào, cả du khách nước ngoài nữa. Đây mọi người thấy này. Kính chào quý khách, welcome to Đại Nam. Khá là đẹp mọi người. Thực sự em Hải hơi choáng ngợp luôn á, vì khu du lịch Đại Nam nó rộng kinh khủng như vậy. Ở đây thì mọi người có thể lựa chọn hình thức là đi bộ hoặc là đi xe điện nha. Đấy, tùy theo quý cô chú anh chị mình. Vì nó cũng khá là rộng, xe điện thì chở cho mình vào khu vực bên trong mình vui chơi á. Đây, phía kia thì là quầy bán xe lửa kìa, rộng lắm. Em Hải chạy vào nó rất là rộng thì phải choáng ngợp luôn á. Đây cả nhà thấy này, đây là em Hải đang bật góc cam mắt rộng cho cả nhà cùng xem đấy. Đây bên kia bán quầy bán cả nhà, bán vé xe lửa đấy. Chắc là mình sẽ đi, mình đi quay cho nhà xem thì các em Hải sẽ đi bộ thôi. Đi bộ dạo dạo đây xem nước có đi bộ vào không. Đây cả nhà này. Đây. Đây, chắc là phải mua vé rồi. Vé thì mình đi vào bên trong này. Đứng lại đây một vé nó không biết bao tiền một vé đó. Xem mọi người xếp hàng. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng nha cả nhà. Ở đây mọi người này, có cả thuê cả xe điện bên trong này. Vé người lớn là 20.000, vé trẻ em là 10.000. Đối với xe điện thì mình lấy tiền sẵn ra luôn. Còn đây là thuê xe điện mọi người, là 4 chỗ, đi chỗ là 300 ngàn một giờ. Giờ thứ hai là 200, giờ thứ ba là 100 ngàn. Chứ một vé người lớn à, đây, mời cô chú anh chị mình đi khá là nhiều chỗ đấy. Bao gồm này, chỗ tham quan này, khu vườn kiêm điện này, khu vườn khu trò chơi, khu biển này, khu vườn thú này, khu đó. Đây, quý chú anh chị mình thấy đấy. Chắc là mình sẽ ngồi ghế sau đi. Để quay cho anh em cùng xem. Thank you.
Dạ vâng, thì sau những phút đồng hồ mình đi xe điện hôm nay thì bạn sẽ vào bên trong. Ui, hôm nay khá là đông cả nhà. Khu vực phố đi bộ kìa, đông ghê luôn nha, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi nha cả nhà. Bên này là khu vui chơi này. Thì có ở đây thì em hãy thấy là giá cả niêm yết rất là đầy đủ. Bây giờ mình sẽ đi dạo vào bên trong khu vui chơi. Sau đấy là mình phố đi bộ bên trong. À vâng, thì hoàn toàn miễn phí vé vào cổng nha cả nhà. Thực sự là Đại Nam chơi rất là lớn. Có người dành dụm cho một đồng hồng đó. À vâng, thì phải cảm ơn là cô Hằng và Sử Dụng. Đây mọi người thấy vào điều kiện này. Đây, khu vực này là vào 18 tầng địa ngục. Chỗ này thì mất vé nha cả nhà. Đấy. Đây có trò chơi dân gian này, đập heo này. Ở bên này thì nó thiếu ánh sáng, nó không đẹp lắm. Mình sẽ đi vào bên trong này, khu vực 18 tầng địa ngục nha. Ở đây có bán vé luôn đấy. Mình sẽ đi dạo dạo một xíu đấy, bên ngoài. Nếu mà quý chú anh chị thích thì em Hải sẽ đi vào mua vé ở bên trong. Bên này có cả rạp chiếu phim này, bên này. Khu này rộng lắm. Đang đi hết thì cũng tương đối là mệt đấy. Đó, hôm nay thì em Hải sẽ cố gắng quay toàn cảnh Đại Nam gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xem nhá. Đấy, ai cũng thấy là mang lô hành lý. Nói chung là những người mà không về quê thì mọi người sẽ lên khu Đại Nam, thì hứa hẹn là những cái khu du lịch tại khu vực Bình Dương, Sài Gòn rất là đông khách, như là công viên cái gì nhỉ, công viên Đầm Sen này, rồi công viên quên mất tên rồi, thì chỗ đấy là đảm bảo thu hút lượng khách nhiều. Đây khu này khá đẹp, mình khu 18 tầng địa ngục này. Đây em Hải không đã mở cam hơi góc nét đấy cả nhà, thì góc nét thì đôi khi thì không bao quát được hết cho cả nhà xem, thì phải góc rộng hết mức. Khu vực này đây này có rồng tí hon rất là đẹp. Khu vực bí mật kim tự tháp. Đi thẳng này là về khu vực vườn thú. Ôi, thực sự rất là đẹp luôn. Đấy, lần đầu tiên mình được về Đại Nam, khá là thích. Vâng, thì quý cô chú anh chị nào mình chưa đi thì mọi người có thể đấy nhá. Bên này thăm trẻ em là 40.000 và người lớn là 60.000 vé tham quan khu vực kim tự tháp. Đây, khu vực này có bán nước các thứ đầy đủ dịch vụ cho mình. Đây, mình chắc tầm có 1 triệu là vào đây chơi thoải mái cả nhà này. Bên này là tranh tài đua xe. Mọi người này vào cái khu này đua xe nó đã không giống như cái khu global á, mình đăng ký mệt đi không được đua á. Ở đây thì mọi người vào tiền mua vé vào đua thôi, cũng hướng dẫn sơ sơ qua một chút. Nên cái này thì em phải quay xe thì không đua được. Đấy, mọi người thấy đấy,
nay thì thời tiết khá là đẹp. Từ tối qua có mưa tương đối là lớn nhưng mà hôm nay thì thời tiết đẹp về. Đây. Sự vào đây mát cái nhà đấy, đi dạo khá là thú vị, rất là nhiều khu vui chơi dành cho các bé. Bây giờ thì mình sẽ đi qua khu vực vườn thú nhá, còn đi về phố đi bộ nữa. Đi thẳng là mình về vườn thú với về khu vực hướng đi biển. Thật sự rất là rộng. Ở đây đều sử dụng bằng điện năng lượng mặt trời cả nhà. Chú anh chị mình thấy này, ở khu vực này Long Thần Đại Mê Cung. Thần hợi. Dạ vâng, thì giá vé vào bên này thì người lớn là 60.000 và trẻ em là 40.000 như cả nhà. Đấy mọi người, đây ở đây thì có cái biển chỉ dẫn nhá. Này là có tàu lượn siêu tốc này, vòng xoay vũ trụ này, vượt thác này, tàu hòa bình thám hiểm bầu trời thì mọi người đi phía bên này. Đấy, tàu lượn siêu tốc này. Nói chung cái trò này nó cũng ghê ghê lắm, nhiều khi mình cũng không dám chơi. Bên này mọi người có để ra cơm này, cơm 55.000 hộp dĩa này, có cơm phần lẩu 300 tới 500.000. Vâng, thì nói chung là cái giá này thì cũng được mọi người, ở tại khu vui chơi mà. Đấy. Thank you.
Hiện tại bây giờ là 9:30 nha cả nhà. Còn bé này là châm cái gì đây, luân hồi chuyển kiếp. Mọi người làm thế nào cái cầu khu trung chuyển khá là lớn. Bây giờ thì em Hải sẽ qua khu vực này và mình sẽ rẽ trái nhé. Đây, mình về khu vực phố đi bộ. Đây là người ta đi hướng này đi vào ấy, mình lại đi ngược ấy. Đây, bên này nhà hàng Đại Nam. Được cái là bên trong này được cái gì người ta cũng niêm yết giá cả đầy đủ nhá, khá là hay. Đây, thì cuối tuần này quý cô chú anh chị mình có thể đưa gia đình mình vào để chơi từ sáng rồi tới chiều về cũng được. Đây mọi người này có niêm yết giá hết. Đây, anh Hải sẽ cho cả nhà xem về giá đồ ăn ở bên trong này. Đây, nhà hàng Đại Nam này, cơm dĩa là 55.000, set menu 500.000 thì có những gì nhá? Có gà kho xà ớt này, rau củ xào tỏi, trứng chiên, canh chua, cá lóc, cơm trắng, tráng miệng, suất 500.000 thì mọi người đi gia đình khoảng 4 người thì thoải mái ăn rồi. Này có lẩu hải sản này cũng có giá, đều có giá cả anh em biết đầy đủ nha. 280.000, 480.000 và 680.000. Lẩu nhỏ là dành cho 2 người này, 280.000, lẩu 4 người là 480.000 và lẩu gia đình là 600.000. Thì giá này cũng khá là ok không cả nhà. Đấy nó cũng không quá mắc đâu. Các bạn thấy giá như vậy là cũng được rồi. Bây giờ thì em Hải sẽ vào khu vực 18 tầng địa ngục nha. Sau đấy mình cũng tiếp tục đi nữa. Bên kia có khu vực dịch vụ tóc kìa, salon tóc, rồi massage chân, lại có cả khu cho các em bé vui chơi nữa. Thực sự là Đại Nam mày tạo ra những cái chương trình rất là hay. Còn khu vực này là khu vực ẩm thực mọi người này, có bánh giò này, bánh cuốn Bình Định, bánh xèo. Thấy đây có tháp Eiffel rồi dưới lòng Đại Nam.
Ở đây thì có những cái bậc đá như cả nhà, không có trái nhựa hay là bê tông, nên bậc đá bước rất là đều chân. Viên đá 50 khoảng 80. Vào đây thì nó cũng hơi sợ sợ nha cả nhà, cũng khỏe. Huy đầu Huy Châu. Đây, giá vé thì biết rồi cả nhà này. Người lớn 60.000, trẻ em là 40.000. Nói chung là giá này đều hết. Rồi đó, đến lượt mình thì lại thấy nhiều người vào á. Thì trong quá trình chờ đợi thì em Hà sẽ quay ra cho mọi người xem một xíu tại khu vực này. Chị ơi, chơi một vé người lớn. Cảm ơn. Không sao, mình tham gia các trò chơi khác là mình còn. Đây, chúng tôi anh chị mình 60.000. Trước là 50.000 thôi, giá này mới lên. Mình sẽ làm bên trong. Không quay cả. Em cảm ơn. Mọi người, cái này không cho quay phim. Đi vào bên trong quay cái nhà xem, nhưng mà không quay phim thì vào làm gì. Sao em Hải nhìn cái nội quy thì không thấy, không thấy có nhá, mà không hiểu sao. Vào cho cả nhà xem xíu mà lại không quay, thôi mình đi dạo vào bên trong này thôi. Giờ mình cũng tiếp tục vào bên trong. Đấy, rất em Hải thấy rất là nhiều trò chơi. Có giá này 50.000, 10 viên đạn. Thank you.
quan. Biết là bây giờ mình đi được tới 1/3 hay chưa này. Hình như là đi từ khu này qua khu kia, mọi người nó rộng quá, mình phải di chuyển bằng xe điện đấy. Đây này, đây khu vực này. Đây, phải lên xe điện mình đi. Chắc là mình ngồi ghế sau này. Dạ vâng, thì sẽ bắt đầu đi các nhà. À, cũng có chú ấy chị mình lưu ý giữ cái vé xe lửa lúc đầu mình vào mình mua nha các nhà, để mình di chuyển trong khu vực du lịch Đại Nam nhé. Đấy, vì mỗi lần lên trạm xe lửa thì sẽ có xuất vé. Nhập nhập đi, nhập qua mình có băng qua mấy cái cà phê nè. Trở lại à? Đó.
À, thì bây giờ mình tới khu vực xã thú. Rồi, tới tôi luôn tại at Dynam Tourist Amber on 3 days of holiday on 31st of August, on 5th of September and on 2nd of September. Dynam Tourism. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong này mua quầy vé, mua vé bên trong của vực sở thú. Thì vấn đề xe hoa là cái điểm biệt. Ở đây thì có cái bán nước tự động nha. Có thể đấy, những cái bán nước, bán mì tự động. Biết vé vào đây là bao nhiêu đây? Em hãy vào xem. À, vé người lớn là 100.000. Trẻ em từ 1m tới 1m4 là miễn phí. Xem một vé. À vâng, thì vé sở thú là 100.000 cả nhà đây. Đấy. Nếu mà tắm biển sẽ thêm, mà không tắm biển nên mình vào sở thú đó, khoảng 100.000 tiền vé đây. Đối với người lớn nhé, trẻ em thì từ 1m4 trở lên thì nó có giá nó cũng giống như người lớn vậy. Ở đây có cả cho thuê xe đạp nữa. Đây có cái đôi chó ở nhà này. Đây nè, đôi chó này mới đua xong rồi sao đang mệt, làm sợ. Ở đây thì có điểm bán thức ăn cho thú này. À, một phần là 2.000 và mua 3 phần là 5.000. Ở đây có đà điếu. Đây. Đà điếu con cái nhà này. Đây. Đà điếu con. Đây là cái con là con bé này là thỏ. Đấy, cái thỏ này, cái bé này các bé chơi nhiều. Cái này còn dê, thì không có gì lạ này. Nhà hải nhiều á. Bây giờ mình lên trên này. Mình xem hươu cao cổ. Ở đây nó khai lắm nha. Đây mọi người này, hươu cao cổ tại khu vực này. Yeah.
cụ này thì có quà và có công như vậy nha. Ồ. Này nó nuôi ngỗng, bên kia là con gà gô phải, bên này cũng ngỗng, bên đây có con ngỗng gì khá là lạ cả nhà này. Đấy. Con ngỗng cổ rất là dài. Ở đâu cũng có bán cái quẩy bán thức ăn gà nha. Này, con gà này có phải gà gô cơ nha, em hãy nhìn thấy giống không biết có đúng không, không có cái biển, không có cái tên gì. Bên này là ngựa vằn, ngựa đây khu hà mã và cá sấu hóa tiễn, mình lại xem tiếp nên cũng hay hay. Nói chung là hôm nay vắng khách quá, không có mạnh khách. Ồ, đây còn hà mã này. Đây, bên này là cá sấu hóa tiễn, nguồn gốc do ông Nguyễn Anh Thơ, bà Lê Như Thế tặng Vườn Thú Đại Nam 27/2/2024. Cái nào mà bên trong kia cơ, em phải đi trong vào trong nhà mới thấy. Đây đây này, phải đi xuống bên dưới này mới thấy nhá. Đây cái nhà này.
Dạ. Đây có hai con gấu khá là lớn nha. Vào bên khu vực này có sư tử ấy nhỉ. À đâu ta. À, nãy giờ đang đi kiếm cái con sư tử ở trên đấy. À, bên này con hổ này. Hổ vằn. Đây mọi người này, đây bán thức ăn 5.000 một phần. Để mọi người mua bỏ vào trong cái hòm luôn, không phải có người thu. Cái này con báo. Ui, cái này con hổ to ghê luôn. Trời, đúng cái này đúng không? Cái này đúng là chó sơn lâm. To lắm nghe ạ. Con đang tắm kìa. To lắm mọi người, to như con bò vậy. Ui, cái này còn hổ còn to hơn nữa. Vậy này nó sư tử.
đây đây cả nhà, đang nằm ngủ rồi. Sư tử trắng to, hai con đang nằm khều ở đây. Rất là dễ thương. Đây đây mọi người thấy cái con hổ nó nằm ngủ bên này. Đây này hổ nữa nè. Bên này con hổ trắng to ghê. Cái này thấy lại ở trong ấy, đang liếm ấy. Tay gơ bà. Sợ quá cả nhà, đi bây giờ mỗi cái trận chưa hết. Ở đây có con tê giác cái nhà này. Ở đây có con tê giác. Nó đang nằm bên trong. Đấy, xem. Anh đang chán đời hay sao? Hồi đang nhớ người yêu. Bên này con nữa sao nhỉ? Bên này con nữa này. Đấy. Con này cũng to ghê luôn. Hai con. Cái này lát mà báo đi à. Nó không có nó đường vòng còn đỡ, nếu mà nó đi ngược lại thì cũng hơi cực cả nhà.
Rất là rộng luôn. Đấy, cái lồng này không có chim. Lồng này như có vẻ là mới vừa sửa lại. Bên kia này có con ly dương đầu bò kìa. Đây, lồng mấy cái lồng này mới có chim. Ôi gà. Gà đông táo. Để một con vượn anh kêu ghê thật đấy chứ. Mọi người này mới con vọt, mới con vượn. À giờ mới thấy đấy. Sao đây giờ nhìn nó không thấy. Rồi đang chạy. Ui nó chạy. Nó chạy. Ui giời, nó nhảy kìa. Ok thật, đủ sẽ ớn. Rồi, hiểu luôn. Lần này mình phải đi ngược về kia rồi. Úi dồi ôi, nó rộng quá cả nhỉ. Đi mỗi cái chân này giờ đi đến 1 giờ đồng hồ rồi.
sợ. Em thấy thế nào? Thì thực sự em hái đi rất là mỏi chân rồi đấy, rất là dậy. Dạ dạ. Đây, cuối cùng thì mình cũng ra đến cửa chính. May nó đi một vòng nhé, nó đi một kia thì cũng hơi mệt đấy. Đây bên trong này có các loài chim công. Này là vịt trời đấy nhỉ. Đây có cá to lắm nha, cá chê và đến yến 10 kg. Công cả nhà tháp qua đi bán lỗ này, lỗ này anh chị ơi, đường qua bán lỗ này này anh chị. Ở bên này có cái chỗ cưới đà điểu nha cả nhà. Đây đây. Đây đây. Wow, cái trường và cái chuồng đà điểu này. 30.000 một người một phòng. Nhưng mà em không đi qua hay chắc là mình cũng chơi đấy. Mà đi ngoài thì không chơi được. Đứng ngoài cái nhà xem xíu. Đây mình hiện ra vé 30.000 thôi, cái đà điểu thôi. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy là đà điểu ở Đại Nam rất là hiền. Cô 60-70 tuổi vẫn cười đà điểu đi bình thường. Nhưng chỗ khác em hãy thấy nó chạy nhanh lắm, nhưng mà ở đây thì nó đi rất là chậm. Đấy, các bạn hướng dẫn mình đi. Nói chung là cô chú anh chị lớn tuổi thì dẫn đi thôi. Và nhân viên ở đây thì rất là nhiệt tình. Đấy, thôi giờ này mình lên xe điện và đi về thôi. Đấy, đi một vòng
tại khu vực sở thú này. Hẹn gặp lại. Ở đây thì có cho thuê xe đạp là 30.000 một chiếc này. Ở đây là xe điện rẻ nha. Chỉ có 250.000 cho xe 9 chỗ. Lối ra bên nào ta? Lối ra là cầu 9 này. Đấy, mọi người chờ xíu nhé. Đợi xíu đã. Dạ vâng, thì đấy, em hãy mời dạo một vòng tại khu vực vườn thú của nhà chúng xem. Bây giờ thì mình sẽ qua xe điện và đi, không biết đi đâu nữa đây. Giờ thì mình không tắm đâu. Ở đây hết rồi cả nhà. Thì về tới trạm đón trả là về đâu, là hết. Ngồi để chờ xe điện tới. Nhìn cái chị nữa đây. Dạ vâng, thì bây giờ là mình chuẩn bị đi rồi nha. Chuyến tàu lửa này thì có vẻ là vắng khách, không có nhiều cho lắm. Em Hải một mình Hải ngồi nguyên một cái tòa luôn. Hãy nhà cùng xem. Đi cái này nó hơi rung nhỉ. Cả nhà biết là xem trên gimbal nó có rung không cho em Hải. Đấy thật đảo ghê quá. Xe điện này nó khá là dạ vâng, thì 20.000 cho mình đi xe điện thế này thì mọi người thấy thế nào đấy, mà ai thấy là quá là rẻ luôn. Mọi người
giữa chú anh chị. À xuống tắm thì mình xuống đi tắm. Ở đây mình ra cổng còn là một chặng xe nữa nha cả nhà. Còn một chặng xe này với thực ra lên bên ngoài. Còn giá vé cũng 100 ngàn thôi, và biển là 100 ngàn. Mọi người vào tắm nhé. Mình lại quay lại với phố đi bộ. Quay theo lượt đếm nè, mình quay theo lượt đếm nè.
giống nào tao và mấy hải tướng xỉn xỉn này trên. Mình sẽ đi vào chỗ Đại Nam Quốc Tộ Hùng Vương cả nhà. Khu này nhìn có vẻ đẹp này, rộng rãi và khá là đẹp. Ăn sáng chưa mà ăn nhanh vậy? Mà đã không bể luôn kìa thôi. Gửi ảnh một phần thưởng. Dạ, dạ, chỉ là một phần quà nhỏ vậy. Quá, thực sự là quá trời là rộng luôn cả nhà. Ôi, khu vực này rộng ghê luôn, nhưng mà thời tiết thì nó nóng quá. Ôi trời ơi. Ở đây khu này giống như kiểu khu núi Yến hay sao ấy. Rất là rộng. Tại sao mình không đầu mình không vào đây trước nhỉ? Tối quá. Đây thực sự là hơi tối một xíu mọi người. Thì ngược sáng. Úi dồi ôi, nó rộng. Ra phải bên kia, à khu này mình đi bộ ra được bên ngoài luôn ấy. Đây có Phật Xì Lạc này. Chỗ Phật Xì Lạc rất là lớn. Ở bên trong này thì có thợ chụp ảnh luôn nhé. Các chú anh chị mình muốn chụp ảnh thì có thể chụp ảnh trực tiếp tại đây. Ở bên khu vực này là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Mình vào bên trong xem sao. Đây mới là thực sự cái chỗ mà em Hải muốn vào ở cái nhà đấy. Mình đến bây giờ thì mình mới biết cái chỗ này đi vào. Thank you.
đây là về mọi người vào thắp hương khu vực mẹ Quan Âm. Thì bây giờ em Hai sẽ vào bên trong quay cái nhà xem. Bên trong thì chắc là rất là rộng, thì quay cái khung cảnh đẹp của cái nhà xem. Đây cái bậc thì khá là cao, dốc. Úi dồi ôi, rất là đẹp cả nhà, nguy nga và tráng lệ. Đây mà khu vực này khá là đẹp, đẹp ghê luôn đấy, nhìn chỉ có mê thôi. Thank you.
3. Em có thể này, thực sự cái chỗ này là dã thôi nhưng mà em thấy nó rất là đẹp luôn, thực sự đẹp ghê luôn đó. Đây có một cây cầu bắc qua, không biết là có được đi vào không? Ở rào chắn này cả nhà, khu vực nguy hiểm cấm vào rồi. Dứa mẹ mày. Vâng, thì bây giờ thì em Hải sẽ đi ra ngoài nha cả nhà. Đấy, thì em Hải đã quay cho quý cô chú anh chị xem một vòng rồi. Bây giờ mình sẽ đi hướng về cửa chính nha. Thực sự là một nơi này làm rất là trang nghiêm, rất là lớn. Đây mọi người còn có cấp cà phê miễn phí cho mọi người vào bên trong.
Thì một xíu nữa mình bỏ qua mấy cái chỗ này, là nơi đẹp nhất tại khu vực Đại Nam mà theo em Hải đánh giá. Một xíu nữa luôn. Hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa rồi cả nhà. Chắc em Hải đi nói chuyện mọi người một xíu nữa. Và sau đấy chắc em Hải sẽ dừng thôi. Vì chiếc gimbal của em Hải đã hết pin rồi. Sáng giờ là mình quay 1 tiếng 36 phút. Nó hết pin rồi. Điện thoại thì chưa hết, nhưng mà gimbal thì hết trước cái điện thoại. Thì hôm nay thời tiết một xíu là thời tiết nó hơi xấu, thì nó mà nắng một xíu nữa thì đẹp cả nhà. Đấy, này nó âm mù quá nên quay những thứ phim gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình cũng không được đẹp cho lắm. Dạ, mọi người xem tạm nhé. Dạ, thời gian sau thì em Hải sẽ sắp xếp xuống quay cho mọi người, em có cái dịp nào đấy. Đây, rồng khá lớn, rồng khổng lồ luôn. Đó, tại chân của mẹ con Nam Bồ Tát. Cái này sau này mọi người này mẹ Âu Cơ đây. Ừ, dạ vâng mọi người, thì bây giờ em Hải sẽ đi ra sảnh chính và mình đi về nhá. Đây, khu vực này cũng là sảnh chính nhá mọi người này. Rất là đẹp luôn. Đấy, Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ.
Ở đây rất là nhiều chim yến nha cả nhà. Dạ vâng, tới đây thì em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải đến cuối video nha. Hải chúc tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình có một kỳ lễ cuối tuần vui vẻ, tràn ngập niềm vui ạ.